Dạ, sao bác lại đưa qua cho tôi à? Nhìn Xuyến sao Xuyến quá. Dạ, thôi tôi không dám nhận đâu ạ. Bác đem về cho bác gái dùng đi ạ. Tôi không có vợ. Đầu đường này nó có cái sàn khiêu vũ. Cô Xuyến đi chưa? Nè, tôi nói cho bác biết nha. Tôi tuy rằng là lớn tuổi, nhưng tôi không có dễ dãi đâu nha. Bác già rồi, bác sống làm sao cho con cháu đừng xấu hổ. Đúng là già rồi, không nên nết. Này, cô nói cái gì thế? Tôi đã làm gì cô mà cô nói vậy? Bác không làm gì hả? Bác mới vừa thả dê tôi đó thôi. Bác có cần tôi cho bác xem lại cái camera không hả? Hả? Mua xong thì đi đi. Đúng là cái đồ ăn hô nói thừa. Tiễn khách. Trời nóng quá. Uống đi cho nó hạ hỏa. Mua gì mà nhiều thế? Tính làm tiệc gì hả? Bố năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bố không thấy xấu hổ hả? Sao gặp người phụ nữ nào bố cũng tâm tia người ta hết? Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Bố mà còn 60 hả? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. Bố! Trời ơi, cái con nhỏ này, mày la cái gì ghê thế? Thằng Ngọc nó không chịu được mày cũng là phải. Bố đừng có nhắc tới ảnh nữa. Bố nói mày nghe, con người ta sống được là bao nhiêu, người ta phải tìm thú vui chứ. Bố này trông thế là trẻ nhất đám bạn ấy. Bố cũng phải đi tìm. Bố có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày bố đi tìm hạnh phúc riêng biệt của mình. Mày đừng có cản. Hôm nay là đám giỗ của mẹ con đó. Bố muốn mẹ con nằm ở dưới hòm, mẹ con tức chết hả? Lâu quá nên quên. Với lại bố cũng có tuổi rồi, nên nhớ nhớ quên quên là chuyện bình thường. Mà người chết thì cũng chết rồi, còn người sống thì phải sống tiếp chứ. Hồi mẹ mày còn sống, bố cũng khổ sở chứ có sung sướng gì đâu. Người đau khổ là mẹ con kìa, chứ không phải là bố đâu, bố đừng có than. Giờ mày ngồi đấy mày trách bố hả? Thử nghĩ lại xem. Từ hồi mày về nhà chồng cả tháng rồi, mày không thèm về thăm mẹ mày một lần, thì ai chăm? Là bố mày đấy chứ ai. Ăn uống, tắm rửa, dọn phân, dọn nước tiểu cả 10 năm trời, mày không có cái quyền gì để mà trách bố cả. Bố tưởng là trong lòng con không cảm thấy như thế nào khi mà mẹ bệnh, con không có về thăm mẹ được hả? Lúc đó con phải chăm mẹ em chồng còn quá nhỏ. Con Phúc á, còn đang bú con phải cõng nó trên lưng á, đi rửa xe cho người ta. Con đau lòng lắm khi mà mẹ bệnh, con không về thăm mẹ được vì con không có thời gian. Nhưng mà nỡ lòng nào bố nói với con như vậy nữa? Thì là tao nói vậy thôi. Mà tại đứa nào gây sự? Cũng tại mày ấy. Cứ nằng nặc lấy bằng được cho thằng Ngọc, giờ về quay trách ngược bố mày hả? Là con ngu, con dại, con đòi lấy cho nên bây giờ con ráng chịu, con không oán trách ai hết. Nhưng mỗi lần con nhớ lại cái chuyện mà bố nhận tiền bảo hiểm của mẹ sau khi mẹ mất á, con đau lòng lắm. Bố có nhớ bố nói gì không? Bố cảm giác giống như là bố vừa mới trúng số vậy. Thì mày cũng biết bố mày tiết kiệm từng đồng lẻ mà. Tự dưng người ta đã mang tới cả một cục tiền, thì bố mừng quá bố nói đại vậy thôi. Nhưng bố biết đó không phải là tiền trên trời rơi xuống, mà đó là tiền người ta đưa cho mẹ con khi mẹ con mất mà. Đã vậy bố đem hết bố đưa cho chú, tới bây giờ vẫn chưa nhận lại được một đồng nào nữa hết. Bố không thấy đau lòng hả? Xếp, không làm dám gió đám quái gì nữa. Phải rồi, nếu như ngày đó mà bố đưa mẹ con vô bệnh viện, không chừng mẹ sống tới bây giờ và không cần cái đám giỗ này đâu.
Mày đừng ngôn nói trời. Đó là tại mẹ mày không muốn vào viện, chứ không phải là tại tao không đưa. Bà kêu là bà muốn chết thì cũng chết ở nhà, bà còn bảo là tao đừng cố gắng cứu bà nữa. Mẹ con đau đớn quá, mẹ con mới nói như vậy. Chứ bố phải cứu mẹ chứ. Giờ mẹ mày nằm dưới ba thước đất, cho nên mày muốn trách gì cũng được hả? Rồi, ở đó tao trách đi, tao mặc kệ. Bố! Bố! Chuyện hồi sáng bố cho con xin lỗi. Bố đây con. Những ngày cuối cùng mẹ con nhìn không ra hình người nữa. Một người tươm tất gọn gàng, làm sao quen được cái bộ dạng ấy. Khi đó mẹ con cầu cứu bố. Nếu mẹ con có ngưng thở thì đừng có cố cứu bà ấy. Con biết rồi. Tại con đau lòng quá cho nên con nói bừa. Con xin lỗi bố. Còn cái tiền bảo hiểm hỗ trợ, bố cũng có giữ được đồng nào đâu. Khi đó thằng chú mày quỳ xuống van xin, bố nghĩ thương tình nên đã cho nó. Ai dè nó đem số tiền đi đánh bạc rồi thua hết. Bố giận phát uất lên, bố đã đánh què hai chân nó. Sao con không biết chuyện này? Tốt đẹp gì đâu mà kể. Bởi vậy nhiều khi bố giận thằng Ngọc lắm. Bố giận vì nó đã làm con gái bố khổ. Nhưng chửi nó thì bố biết chửi sao. Nó cũng như bố thôi, suốt đời mắc nợ với cái đám em út. Thôi, phận số nó vậy rồi, ráng chịu con ạ. Chả ai tránh được số phận cả. Bố biết con còn thương thằng Ngọc lắm, nên hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãm quyết định. Thôi, thắp nén hương cúng mẹ con đi, kẻo bá về thấy chưa đầy đủ thì lại trách. Dạ. Đi đường xa về chắc là mệt và vất vả, đói lắm đây. Thank you.
nghe nè mình. Tôi đúng là điên, tôi mới lấy anh đó. Anh còn giả câm nữa hả? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là đám giỗ của mẹ tôi đó. Đám giỗ của mẹ vợ anh mà anh cũng không nhớ một lần nào hết. Anh xin lỗi mình. Xin lỗi cả ngày anh chỉ biết xin lỗi thôi. Anh phải sống làm sao không có lỗi để mà xin chứ. Mẹ tôi mà biết tôi sống với anh khổ sở như vậy, mẹ tôi chết chứ với mẹ tôi không nhắm mắt được đâu. Anh sẽ cho tụi nó ra ở riêng hết. Anh định sau đám cưới anh Châu của mình, anh sẽ cho đi hết. Anh nói thật với mình. Anh làm được đi rồi anh đừng nói, không thì anh sẽ bị trời phạt nữa. Mình à. Cây táo nở hoa lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 V Channel. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc chiến thượng lưu độc quyền trên Vion.